kia thưởng thức hải sản, chở nhau trên chiếc xe máy dạo quanh thành phố ngắm bãi biển vàng. Phù sa nơi tôi sống, mùi hương mẹ bên những cánh đồng, chiếc cầu gỗ nối liền hai thôn, bên cạnh đó có con sông. Với tuổi thơ tôi ở nơi đây và được nghe những lời mẹ dạy, nhìn bọn em cắp sách đến trường thì thử đến đây rồi bạn sẽ thấy. Nhà thờ đá cách bài Vinpearl là những nơi du lịch nổi tiếng. Những ngày hè nóng bức thì sao, đủ bạn bè cùng nhau đi tắm. Biển bờ kia là khu ăn nhậu, nơi hòn rớt các cầu Bình Tân. Ghé tới Gia Lâm và chai bia để cho sảng khoái mặc dù đáng bọn. Wow. Cuộc sống của người nơi đây chữ minh khách đặt lên hàng đầu. Nhà chàng nơi đây đẹp lắm, hãy đến đây chứ đừng đi đâu. Rồi tất cả mọi người sẽ thấy những điều tôi kể là sự thật. Tôi không biết các bạn nghĩ sao chứ đối với tôi thì Nha Trang đẹp nhất. Chẳng biết kể đến bao nhiêu mới là đủ.